Thưa quý vị, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hiện ngoài khơi Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo ngày 22 tháng 10, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Cụ thể, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 123 độ Kinh Đông, cường độ cấp 6, cấp 7, đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo khoảng sáng và trưa mai ngày 22 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực phía đông của Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới này khi vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, do đi qua vùng biển thoáng, không bị ảnh hưởng của ma sát địa hình, nên áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh hơn khi vào Biển Đông. Hiện nay, khối không khí lạnh vẫn bao trùm khu vực Biển Đông, nên ít có khả năng áp thấp nhiệt đới phát triển thành cơn bão mạnh trên cấp 10 trong những ngày tới. Dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới có hai kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản 1 với xác suất khoảng 60-70%, xảy ra trong trường hợp áp thấp nhiệt đới tương tác với không khí lạnh, cường độ mạnh nhất sẽ đạt cấp 7 khi vào Biển Đông, sau khi di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa suy yếu thành vùng áp thấp. Trước mắt cần lưu ý từ đêm ngày 21 tháng 10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Kịch bản thứ hai, xác suất xảy ra khoảng 30-40% khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, tương tác với không khí lạnh, mạnh lên thành bão, cường độ mạnh nhất lên cấp 8, cấp 9, sau đó duy trì cấp bão khoảng 1-2 ngày, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, sau đó tiếp tục suy yếu khi di chuyển vào sát bờ biển miền Trung.